Có tàu hết. Bữa nay mình còn khoảng ký mấy tôm ạ? À? Con sáu này chỉ có mình bé Quyên là nựng nó được thôi, không có ai lại gần nó được hết. Chim Quyên mà, chim Quyên với chim sáu à. Con bự á, mấy 20 con ký đó. Rồi mình xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Bữa nay còn mấy ký tôm. Tại vì mỗi dịp đi xuống dưới là nó hơi khó cho nên là nhờ mua thôi. Nhà nó mua giùm mấy ký rồi, hôm bữa ăn mấy ký rồi, hôm nay mình còn mấy ký, hôm nay mình nấu hủ tiếu ăn nha. Hủ tiếu với gam, kho tàu gì đó. Mình sẽ hồi mình lùi cho mấy con. Lùi cho ăn ngon lắm. Làm gì? Lùi cho. Lùi cho là cái gì? Ăn hột mít lùi cho chưa? Trời ơi, tuổi thơ bất hạnh. Con sáu này nó thấy Nguyên nó chiếc to. Thấy Nguyên vậy nó mừng, nó nói này nó nói. Này hủ tiếu tôm nhưng mà có thịt heo nữa. Có cật heo, thịt heo Nam Giang hả? Chính cốt. Thịt bằm. Cái nẹt đó là bằm á hai. Còn cái xương thì nấu cho nó ra nước ngọt. Đây cũng một con bự nữa nè. Chừa hai con được rồi hả? Bự quá anh miếng chui cái nó chín không? Miếng từ từ chín không chín. Tôm này mà mới bắt anh còn sống nướng ăn nó đã gì đâu. Chỉ sợ sói à ha. Nó ngọt lắm à. Con to to nướng, con người con ăn. Hôm qua nướng thử con thơm lắm. Ngâm nước cho nó nhả đá ra. Mềm rồi. Mềm rồi. Tôm này nó mau nhả đông dữ. Rồi anh. Trong các món thì hủ tiếu, bún, phở mình thích nhất là ăn hủ tiếu. Mình có thể ăn hủ tiếu thay cơm. Tao thích nhất là món bún riêu. Em thích bún bò. Vậy là hên bữa nay không có ai ăn hủ tiếu hết trơn á. Hả? Ông thích mà không, cũng vẫn ăn. Nhưng thích bún bò nhưng mà bữa nay thèm hủ tiếu. Nói chị. Thèm hủ tiếu có hủ tiếu liền. Đổi con nguội đi. Chịch vô đồ ăn. Đây là tôm kho mình ăn cơm. Ăn hủ tiếu ở này chắc chịu ăn cơm. Tiêu tùng, tiêu đều,
cái điều nó đã chết rồi. Tiêu điều. Bác Tư mới lên, bác Tư. Rồi ghế này bảy cũng chồng hả? Anh bảo chết nó. Chồng mày chở này, chồng mày chở. Cái con tôm mà mình nướng lửa, cái lửa bếp này nè, rùa cho nè, nó sẽ ngọt hơn là con tôm mình nướng than. Mình nướng than là do mình để lên trên than á, nó sẽ âm âm á, từ từ nó sẽ bị khô nước. Nó khô nước, cái vỏ nó bị sát, nó dính vô thịt. Còn mình nướng như vậy á, cái lửa nó cao, nó sẽ làm cho bên ngoài nó cháy nhanh. Cái vỏ con tôm nó sẽ bị khét khét. Nó mới thọt vô chút xíu mà nó đen rồi, nhưng mà phía trong nó không có chín lắm thì nó sẽ ăn nó rất là ngọt và thơm luôn. Hồi xưa nướng ăn vậy không chứ ai đâu đốt than lên nước đâu, chúng tôi gì nè, xe vòng vòng bự hụ cháy nóng lắm. Đó, cái vỏ nó cháy cháy nè, rất là thơm luôn. Thơm cực kỳ. Này cho mấy đứa nhỏ ăn trước nha. Nguyên con, thắng con. Lột ra cho nó luôn. Củ sắn để vô trước, củ cải đỏ, củ sắn họ lấy sao. Củ cải muối này mình phải xào hả chị? Xào cho nó thơm. Xào với tỏi nè. Mình xào mình có nêm gì không? Xào á, thôi khỏi nêm, mình để vô trong nồi nước lèo luôn. Mình làm nhiệm vụ cao cả hơn. Nướng mang tôm. Ngon lắm. Phải nướng bằng cái bếp vậy nè nó mới ngon, nướng than nó không ngon. Nướng than nó bị mất nước. Phải nướng lửa cao vậy nè. Nếu mình nướng than á thì mình mới vừa đốt than mình nướng liền á. Đừng để cho than nó cháy tàn. Nó đen đen nhưng mà nó rất là ngon. Hôm gà cũng lâu rồi chưa ăn hủ tiếu. Trời ơi, đang quay mà vợ mình nướng xong tôm, vợ mình đứng ăn nhấp nhép. Ăn còn nói ngọt nữa chứ. Lâu dữ lắm rồi, mấy anh ăn lại cái mùi vị này. Ê mẹ. Lộ tôm luôn không? Lộ tôm luôn không? Nổi lộn luôn. Mùi khói nó thơm ngon hả? Mùi khói. Mùi nướng chui. Còn hai con nữa nè. Cái màn này là màn nguy hiểm nhất. Thằng Dũng gì? Nguy hiểm nhất hành tinh.
ăn dụng đâu, con nhỏ nhỏ rồi ăn dụng bự lắm, ăn dụng. Tôm sú Cà Mau chính hiệu Bạc Liêu. Chính hiệu Bạc Liêu. Lúc về tháng này nước ngọt rồi, tôm không được chắc. Ủa 10 ngàn ký. 10 ngàn ký, 10 ngàn ký. Nói vậy ăn tôm nước chua vậy ăn vậy đó hả? Mày với bột ngọt vậy. Tuổi thơ bất hạnh vậy hả? Ngon không? Bà nước thì ngon hơn lắm kìa ha. Có mùi khói á. Lát của cây trắng vô. Thôi mấy củ này ra cũng nước ngọt luôn. À có còn keo tỏi thơm mà. Đố các bạn là mình đang đứng đâu để mình quay cảnh này. Mình đang trèo cái thang. Cái này là thịt bằm về giò viên để bỏ vô nồi cho nó chín rồi, bắt đầu cũng chuẩn bị ăn tới rồi. Giờ cũng trưa rồi. Thịt bằm mình để vô nó mau chín, xương bây giờ cũng mềm rồi. Ba chị Thảo ơi. Thấy không? Ba chị Thảo quà đó. Ba đứa điệu bữa đó mà bà già đó nè. Chết trời, lâu rồi. Trái tim mùa đông. Trái tim mùa đông là gì vậy? Là nó bị băng giá chứ gì. Giá là sao mà hết đi. Lạnh lẽo quá. Trái tim mùa đông hả? Hồi đó có cái bài hát gì trái tim mùa đông đó hai. Mẹ hai. Hiểu chết liền á. Ăn thử coi ngọt không trời. Cuối cùng nướng ai cũng ăn khen ngọt hết. Ngon ngon hộp nướng hộp không bằng. Hộp mình nướng hộp lục vỏ không được luôn khô. Bây giờ tới công đoạn không kém phần quan trọng, đó chính là trụng hủ tiếu. Tại vì mình trụng mà mình không biết cách trụng thì cọng hủ tiếu nó bở rịp. Một là bởi nghiệp, hai là cứng ngắt. Bác Tư bị ho không ăn tôm gấp cho ba chứ. Ăn đại nó nhầm gì bác Tư, đọc gì đọc bác Tư. Ăn vô nó hết ho. Chị Quy cũng gấp tôm bỏ cho chị vậy. Có một con nè. Có một con vậy. Trời ơi, nói mấy đứa em không cho đi bầu ăn nữa, mang tiếng ác nữa. Có đâu dĩa mà nhấp mẹ. Vậy ai cho tô xương quá trời, thịt quá trời nè, để ra nó chạm tô. Người thích ăn người này, người không thích ăn kia. Nãy nó ăn con tôm nướng không giọt đâu rồi.
Con tôm để hai cái trứng. Tim này không đẹp rồi, tim lớn tim nhỏ rồi nha. Tim lớn tim nhỏ rồi. Chị Huy chị về giấu tôm dưới bây giờ nhìn không thấy à. Cô phải để cho nóng nóng nó ngon. Cho lên dưới rồi. Nó chị giống như nít vậy hả chị Huy? Hả? Nó chị giống như nít vậy hả? Giấu tôm. Đám cưới con mày đứa nào là ổng đi ra ăn nói á. Đẹp tới giờ rồi, thấy không? Đời cũng như rồi. Hôm nay cũng thay đôi. Hôm nay chị hai tử tôm nữa. Ăn nãy giờ tử gì? Ăn có một con một mà. Được rồi. Trứng lắc nghe nói nằm chỗ mà. Trứng mới nhỏ. Không tiếp. Không ai đưa. Nhìn hấp dẫn quá. Hàng dầu không vừa đủ mà giờ đi ở. Dẫn hết ai mà cái nhà. Bà bám à. Cái nhà không ăn cái gì nha. Cái nhà không ăn mình ăn nha. Cái nhà mắc quay phim rồi. Cái nhà mắc quay phim, cái nhà không ăn. Sâu gà quá mấy cô. Thì nó sao nó trộn lên. Hai gà lên nước tô. Ủa tao đi. Làm mấy vậy không? Dạ. Tôi mới lên nha. Có một vị khách cuối cùng đến trễ. Đó chính là anh hai. Cho nên là chị hai phải chạy đi làm. Cho em tôm đi, tôm giúp cho. Có không? Bác Tư ho sợ không ăn, con ăn tốt hết trơn à. Bác sĩ đâu có cử tôm. Chúc cả nhà ngon miệng. Hồi còn nhiều con ăn hết. Rồi cuối cùng. Dạo ăn nghèo chịu. Hết thì con ăn ấu tiếu không, mà còn thì con ăn hết. Rửa sạch sẽ rồi đó. Ngon hả? Ăn tôm đâu không thấy hen. Ngon mà nữa. Như vậy? Sợ cái chân mày kìa. Ăn cho nó lòi ra. Nó học gió rồi mà. Lạnh rồi. Có gì đâu trời ơi, cử gì mà dữ vậy nè. Ăn con cũng bị. Ăn con cũng bị, ăn hai con cũng bị à. Nè, dữ vậy được rồi. Gì đâu không thấy gì trơn trời ơi. Chị em cần mà. Nhóc hết trơn rồi. Nhóc hết trơn, ăn gì mà nè. Hai chồng gấp qua gấp lại à. Cả nhớ anh Bảy nên anh Thận nữa rồi. Nhớ này không nổi luôn. Ừ, nhớ ăn nổi luôn, hết tô luôn rồi. Tính ăn hết rồi, tính ăn hết hết nổi rồi. Hết tô còn gì nữa ăn hết nổi. Đi 2 tiếng hoa nữa. Qua 1 thì mới ăn 1 thì... Tô tiếng là mình đi hơn mình có là 50 ngàn thôi. Tô này hả, nếu mà ăn với cái lượng thịt tôm về là chắc khoảng 70-80 ngàn. Vậy đó hả? 50 ngàn cái bữa đi về mấy mày cái hàng đó là tô nhiêu? 45 ngàn. 45 ngàn hả? Có tôm không? Có chừng con tôm gì mà nhỏ xíu à. Con tôm 45 ngàn đó hả? Tôm nhỏ hơn tôm này nữa. Để nguyên vỏ hả?
Đây là một tô của mình đây, nhìn rất hoành tráng ha. Tô thủy tinh luôn á. Ủa không, con nhỏ rồi không? Thấy không? Trời ơi, trời tôm tổ bố mà nổi. Tính đâu bảy không về ăn rồi, ăn thấy bà luôn rồi. Cuối cùng bảy cũng về tới. Trời ơi, cái tô hủ tiếu ngon trời. Tôm không vậy? Ơi, xin mời các bạn, xin mời cả nhà. Có hai chứ. Mở thơm hả? Đi chừa cho em ăn nha. Thấy bảo. Ai đâu nói vậy? Hả? Bữa nay chồng tới trong có bữa lớn mà em dặn tới bữa nhỏ chừa cho em. Có kỳ hai tới cũng có đợt về, cũng có. Ừ, có bữa nhỏ, bữa ở nhà ăn á. Ừ. Bữa ăn nhà ở biết được rồi. Chỗ cái đó hình như đâu phải này chứ. Bữa đó đâu ạ? Ở trong đó đó, cái này thấy nó bự lông gì á, nó rụng nè, có bự lông có nữa đó, có bự lông á, nhiều hấu à, cho hồ à, trời ơi. Rồi mời cả nhà ăn miếng dưa hấu nha, bưởi nữa. Rồi bây giờ mình chuẩn bị đưa bé Quyên đi học. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau nhé.